Cái gì? Cái gì? Điện thoại mình đang làm việc, mở nhiều nữa. Gì? Nào, để im. Không được. Xem mẹ không làm việc thì sắp đi học rồi, đấy đâu tiền đóng học. Đấy đâu tiền mua quần áo nữa. Hả? Mai là Ồ, thế cơm có để mai ăn được không con? Thế. Nào tránh đi.